mình ghép. Đây có một cái tài liệu là cái trang A5. Giờ mình muốn hai tờ này. Khách hàng cũng hay sử dụng cái kiểu này, tức là đưa vô một cái tờ A5 gì mà bắt buộc mình in ra là tới hai tờ giống y chang như vậy luôn. Một cách đơn giản thì cứ bỏ vô A4 mình photo ra rồi sau đó mình cắt đôi, nhưng mà cách như vậy thì nó sẽ phí giấy. Cách ngon nhất á, vừa tiết kiệm giấy luôn mà cũng rất là đơn giản đó, mình đặt vô như vậy. Rồi tiếp theo mình chọn vô từ A5 đến A4, ok. Qua phần edit chọn 2141 này, nhưng mà mình chọn là ghép hai tờ ra một thành một, chấm ok, nằm trên cùng một mặt luôn nha, nên không có chọn kia. Quay ra basic, giờ mình bấm ta, dĩ nhiên mình quét hai lần, không đảo vị trí, cứ để vị trí đó thôi, thêm một lần nữa. Rồi show finish. Rồi đây là kết quả, tờ trên tờ dưới mình chỉ cần cắt ra giữa là được hai tờ. Rồi cũng tương tự như vậy luôn, nhưng mà bây giờ mình có cái tờ A4 to đùng như vậy, bây giờ mình muốn lấy cái tờ này làm tờ số 1, tờ này tờ số 2, giống như kiểu là ghép hai cái cuốn sách á, mình cuốn sách này trang 1 đây trang 2 này, giống như vậy luôn. Giờ mình làm sao? Nhất là mình đặt cái tờ giấy A4 vô, đặt giấy ngang thôi, clip person đi, A4 ngang. Rồi sau đó mình chọn từ A4 đến A4, cái này là máy nó hiểu luôn rồi, mình đoán ok. Qua phần edit này cũng tương tự, chọn 2141 này, cái mình này chọn 21, đấm ok. Quay lại basic, bấm 1. Rồi nhấp lên, bây giờ mình chọn tờ 2, để lại cùng vị trí này luôn, sau đó bấm ta tiếp. Rồi và đây là kết quả. Dĩ nhiên mà từ cái A4 như vậy mà thu lại nằm hai trên tờ A4 thì dĩ nhiên cái tờ bản gốc này nó phải thu nhỏ lại 50% rồi, nhỏ hơn nó mới nằm vừa trên cái tờ này được. Ở đây kết quả nó giống như kiểu cuốn sách đó. Và hai mặt thì làm tương tự thôi.